Nãy giờ mệt lắm hả? Có muốn uống chút rượu để bớt mệt không? Lão già không chịu nói cho em biết, nhất định có nguyên nhân. Có nhiều chuyện ở trên đời làm cho người ta khó xử. Nếu không muốn nói cho em biết thì đừng có nói. Em thật sự là không muốn hỏi à? Em chỉ lo cho chị của em thôi. Nhưng mà em tin tưởng lão gia đã suy nghĩ chu đáo. Em thật sự là một người rất hiếm có. Em nghe nói Tiểu Chư Anh sẽ trở về. Em đã mai cho nó một bộ đồ và một cái nón. Chuyện này em chưa bao giờ làm. Lão gia, đây là lần đầu tiên các cá của chúng tôi theo mai nhiều tới như vậy đó. Bởi vì lần đầu tiên mai không biết mặc vào có vừa hay không nữa. Cũng không biết phu nhân có cười em hay là không. Có tấm lòng như vậy không ai cười em đâu. Để anh coi thử. À, cái này đẹp thật đó. Bây giờ đem đến cho nó. Anh Nhi, đây là nhà của chúng ta. Con muốn ăn cái gì chơi cái gì, cứ việc nói với Ngạc Nương hả? À, chị Xuân Nhi cũng thương con lắm. Anh Nhi, anh Nhi, về rồi hả? Anh Nhi đâu? À, anh Nhi nó sợ lạ. Anh Nhi à, anh Nhi tới đây nè, qua đây chào a ma của con đi. Mau mau lên. Thôi đi, quen thuộc là được rồi. Đây là di nương mạnh cổ của con đã may bộ đồ mới cho con, thử đi. Mạnh cổ thì là một cô nương có lòng. Ây da, cái nón đẹp như vậy. Xuân Nhi, mau đội cho chị anh đi. Dạ phu nhân. Ây da, ây da, tôi dụng về tay chân, thiếu gia đừng có để cho a ma giận nha. Đưa đây. Không vừa hả? Để a ma coi thử. Được lắm đó, mặc đôi giày cho nó đi. Dạ lão già. Anh Nhi nó mới về đây, trong lòng nó thấy xa lạ. Xuân Nhi, mau đưa anh Nhi ra ngoài giường đi. Dạ phu nhân. Đợi một chút. Anh Nhi, hãy mau mặc áo vào và đổ nón lên. Xuân Nhi, mau dẫn nó ra ngoài. Đi mau. Dạ phu nhân. Thật là hết nói nổi mà. Đây không phải là con trai của tôi hay không? Anh đừng làm khó dễ nó. Em năn nỉ anh mà. Làm khó dễ nó? Anh Nhi nó lớn rồi, tim cũng lớn luôn. Nó mới về đây, đối với cái việc chúng ta đưa nó ra ngoài, ở trong lòng chắc là thắc mắc. Em nghĩ thời gian nữa nhất định sẽ quen thôi. Chào Phước Tấn. Tiểu Huệ, có thấy chưa anh hay không? Bẩm Phước Tấn không nhìn thấy. Cha, 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 yeah. Thiếu gia, thiếu gia không có sao chứ? Đợi chết bầm, ta nhất định sẽ thuần phục ngươi. Thiếu gia, thiếu gia, buông tay ra, buông tay ra, ta muốn đẩy nữa, buông tay ra, buông tay ra, ta muốn đẩy nữa mà, buông tay ra, buông ra, buông tay ra. Chị anh thiếu gia đời cởi ngựa, có cản cái nào cũng cản không được. Mau đi coi. Anh Nhi, con có bị thương không? Nói cho mẹ biết. Con yếu như vậy, tại sao mới về là muốn học cởi ngựa rồi? Ngạc Nương, con học cởi ngựa để đưa Ngạc Nương rời khỏi chỗ này. Con nói cái gì? Rời khỏi chỗ này? Con phải lìa khỏi Ama. Ông không phải là Ama tốt của con. Ở chỗ tổng binh, Ama đã đá còn đánh con. Ông chỉ muốn con chết. Ama còn rất thương con. Con đã hiểu lầm Ama rồi. Ngạc Nương, nếu như thương con thì hãy theo con rời khỏi chỗ này. Anh Nhi, không bao lâu con sẽ có một người em. Mẹ phải lo cho nó, mẹ không thể rời khỏi chỗ này. Có một số việc sau khi con lớn, con từ từ Ngạc Nương sẽ nói cho con biết. Con sẽ tha thứ cho Ama. Không bao giờ, con sẽ mãi mãi hận ổng. Anh Nhi, anh Nhi. Phu nhân có sao hay không? Có phải là sắp sanh rồi, có phải không? Có sao không phu nhân?
mau bẩm báo với lão già, phu nhân sanh rồi, sanh được một tiểu a ca trắng trẻo và mập mạp. Đi đi, đi đi đi. Thiếu gia có người chơi chung rồi, đã có thêm một em trai. À mà chưa biết, nếu như là con trai sẽ đặt tên cho là Ái Tân Giác La Đại Thiện. Một cái tên hay quá đi. Người em này của thiếu gia thật là đẹp trai lắm, khi thiếu gia nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Ta hận nó, ngạn nương chỉ vì muốn chăm sóc cho nó mà không chịu dẫn ta đi. Ta hận nó lắm. Lão già, Nhị đệ, vậy với chuyện này là sao hả? Em nói đi, em mau nói đi. Thưa Nhị Hà Tề, hắn không phải là tốt lành. Thưa Nhị Hà Tề, nó đã cưới con gái của Ni Không ngoại làng Na Tề Á là Phố Tấn. Na Tề Á? Cổ không phải là con dâu của gia đình tổng binh hay sao? Có nghe làm không vậy? Anh à, chuyện thật sự là như vậy. Đúng ra Nỗ Nhi Hà Xích muốn dùng Na Tề Á để làm giao dịch, nhưng mà nó thay đổi liên miên. Na Tề Á lại thành hôn với Thư Nhĩ A Tề ở tại thành Đầu Lương. Tam ca của chúng ta còn đang chờ đợi hắn đó. Vậy không phải làm nhục chúng ta hay sao? Chẳng trách gì đã 3 tháng rồi còn chưa chịu tới đây. Anh à, em không dám suy nghĩ. Nếu như đồng ca biết được, không biết cô ấy đau buồn tới cỡ nào nữa. Chuyện này tạm thời được có nói cho nó biết. Thư Nhĩ A Tề đáng hận, Nỗ Nhĩ A Xích càng đáng hận hơn. Hôm nay hắn có thể giết chết Ni Khâm ngoại lăng, ngày mai sẽ tới phiên chúng ta đó. Anh, chắc là không vậy đâu. Tiểu Mạnh Cổ còn trong tay bọn chúng. Em thiệt là hồ đồ. Họ có thể đối xử với Đông Ca như vậy, họ còn xem Mạnh Cổ là cái gì? Tội cho Tiểu Mạnh Cổ của anh. Nếu không phải ngày xưa các người khuyên ta tha cho Nỗ Nhĩ A Xích thì đâu có ngày hôm nay. Bẩm đại bá lạc, tổng binh đại nhân đã đến tuần tra dịp hết, đã vào thành. Ta đoán là hắn sẽ tới mà, nhưng không ngờ là nhanh như vậy. Mở cửa phủ môn, liệt đội tân nghinh. Tân lệnh. Nhị đệ, Lý Thành Lương lão già gian ác này, anh biết làm sao đối phó, em đừng xen vào nha. Dạ. Tổng binh đại nhân, Lý công tử, Nạp Lâm chào các vị. Bối lạc, miễn lễ, miễn lễ. Mời. Mời. Tổng binh đại nhân, mời. Vào khu quản hạt có dịp hết, cảm thấy thoải mái lắm đó. Hả? Mời. Được. Vật phú dân phòng, bá tánh an cư, cho thấy bối lạc trị lý hữu phương đó. Hả? Khả hỷ, khả hỷ. Cảm ơn lời khen của đại nhân, mời. Tổng binh đại nhân, nghe nói gần đây ở cảnh giới Kiên Châu đã xảy ra nhiều phiền phức nhỏ nhỏ. Đúng vậy, Ni Không ngoại làng đã chết dưới đao của Nỗ Nhi A Xích. Một trận nảy lửa vừa mới được yên. Lão phù đi thượng thừa hoàng mệnh, nắm giữ Liêu Đông, chẳng qua chỉ vì sự thế bình trên mảnh đất này thôi. Nhìn thấy tình hình như vậy, thực sự là quá đau lòng. Mời đại nhân. Mời thiếu gia. Xin mời. Nữ trân rất nhiều bộ lạc, thiệt là khó tránh một số tiểu nhân tham lam không đáng. Nói thật không sai.
Nếu như Điền trung thành với hoàng thượng như đại bối lạc, lão phu chắc chắn yên tâm. Cảm ơn. Cố nghe cho biết, nội nhi hạ sinh chính là hạng tiểu nhân tham lam không đáy. Bây giờ hắn binh cường mã tráng, độc chiếm Kiến Châu, đại bối lạc có ngồi yên hay là không? Như bách, đừng có nói bậy. Ai cũng biết em gái của bối lạc là lấy nỗ nhĩ a xích rồi. Hơ, đại bối lạc sợ nỗ nhĩ a xích có ý định hưởng lạc nên mới gả em gái sang bên đó. Càng nói càng khó nghe. Không không, Lý công tử nói rất là có lý. Diệp Hách và Kiến Châu đều là nữ trần, con người của nỗ nhĩ a xích tôi làm sao mà không biết rõ chứ. Xem ra hai bộ liên hồn cũng không giữ được thái bình rồi. Đại nhân, ta có câu này không biết có nên hỏi không? Phu nhân của công tử Na Tề Á. Na Tề Á là người đàn bà hữu đốn đã trục xuất ra khỏi phủ, là khắc thế gia, chẳng qua chỉ lựa một cái áo cũ mà thôi. À, đúng đúng đúng, ta nghe nói Na Tề Á không phải là người đàn bà tốt. Nhưng mà nỗ nhĩ a xích hắn lại không nể mặt của đại nhân, thật sự là to gan lộng hành. Nếu như Diệp Hách ta. Đại bối lạc có gì cứ nói, cứ nói không sao đâu. Nếu Diệp Hách ta ngân khố đầy đủ, mua một mớ khoái đào quả pháo, nỗ nhĩ a xích không dám ngông cuồng vậy đâu. Cái đó không có. Cha, sao không mang những quà tặng của cha đưa cho ông có thử? Đại bối lạc, hoàng thượng ân trạch, số bạc này đi, dùng để ban thưởng những bộ lạc trung thành nhất ở trong các bộ lạc nữ chân. Lão phu nghĩ rằng bộ lạc Diệp Hách phải có được cái vinh dự đó. Bạc trắng 200.000 lượng. Đại nhân, số bạc lớn như vậy nếu như muốn mua quả khí e là chỉ đủ con số lẻ thôi. Không đủ không sao, cha tôi sẽ đi kiếm cho đủ mà. Vậy thì tốt. Đại nhân, Diệp Hách tri ân đồ báo, nếu có sự giúp đỡ của đại nhân, mọi việc xin đại nhân cứ yên tâm. Được. Lão phu công vụ trên người, không ngồi lâu được. Số bạc này. Đại bối lạc, nay mai có thể cho người đi lấy. Cảm ơn đại nhân. Lý Bạch, con thật sự nóng nảy quá. Cha tin chắc Nạp Lâm sẽ không chống mắt nhìn nỗ nhĩ a xích sưng dương sưng bá đâu. Chỉ cần chúng ta chỉ dẫn đôi chút sẽ bị chúng ta sử dụng. Con nói rõ quá, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này túi tham cộng đáy, đôi này đôi nọ. Chẳng qua 100.000 lượng bạc mà thôi. Nếu hắn giữ được nỗ nhĩ a xích, không là chúng ta không đủ số tiền đó. Cha nghĩ con đã có dụng tâm khác. Sao cha lại nói vậy? Chỉ cần tiêu diệt Kiến Châu, tới lúc đó con có thể kiếm lại được Na Tẻ. Nói cho con biết, đừng hòng. Anh, lần này phải vô cùng thận trọng nữa. Với binh lực của Diệp Hách chúng ta, một sống một chết với nỗ nhĩ a xích, chú có thể nắm được phần thắng. Hơn nữa, tiểu mệnh cổ của chúng ta còn trong tay của hắn. Anh biết tính toán. Anh tính toán tính thế nào? Chúng ta có một binh hữu đáng tin, chỉ cần chúng ta liên hợp, 10 nổ nhĩ a xích cũng không ăn thua gì. Anh định nói Olabo à? Phải, không sai. Đại ca, thủ lãnh của Olabo là bố chính thái, cũng không phải là thứ thường đâu. Thiền ý là như vậy mà. Bây giờ nổ nhĩ a xích đã quỷ ước, không phải đúng lúc sao?